chương 12 Đang nằm toàn ten trên võng, bỗng nghe tiếng máy bay đến. Máy bay rõ thám, có tiếng thép to cảnh giác mọi người, vang lên đây đó. Đầm ra, dẹp quần áo vô, tắt lửa. Mọi người ngửa mặt nhìn lên, con đầm già mang guốc. Loại máy bay, tuần thám bay chậm rì, có hai bánh xe thòi ra như cặp chân mang guốc. Bọn tôi chế giễu nó là đầm già mang guốc. Danh từ này có từ thời chống Pháp, sau này về nam đầm già bay đen trời nó tới đâu là bom tới đó khác hẳn với thời chống pháp nhưng nó vẫn giữ nguyên tên đầm già mang guốc con đầm già bay rè rè trên cao vòng quanh khu rừng không có vẻ gì nguy hiểm cả nhưng ông huyện ủy bảo thằng này khó chịu lắm đó các đồng chí phải đề phòng nó lên tới đây tức là nó đi tìm cái gì đó chứ chẳng chơi đâu mười năm ở hà nội tôi không còn nhớ các trận bom của đám cầm cọc lửa nay thấy máy bay thì cũng hơi gờm chiếc đầm già trao qua liệng lại một chốc rồi từ trên không có tiếng vang lên tiếng người nghe rõ từng câu một nghe đây anh em cán binh việt cộng hãy nghe đây đoàn văn nghệ xâm nhập xuống đồng bằng gồm có cán bộ trung ương và cán bộ địa phương đã bị bắt đêm họ đã được đối xử tử tế và họ tự nhận ra công việc làm của mình là phi nghĩa cho nên họ có đôi lời nhắn nhủ cùng đồng đội cũ của họ mời các bạn hãy lắng nghe những lời tâm tình của họ chiếc máy bay bay chậm lại rồi hạ thấp xuống tôi bảo ông huyện ủy mình có bộ đội sao không chơi nó ấy chết ấy chết mình bắn một phát là lại ông tôi ở bụi này ngay chiếc máy bay lừ lừ bay thật chậm và tiếng nói lại phát ra cùng các bạn hà nội tôi là nhà nhiếp ảnh bùi văn ánh tôi là người đã từng chụp ảnh bác hồ đăng trên báo nhân dân các bạn còn nhớ không? Trong chuyến đi vào đồng bằng đêm trước đây, tôi đã bị bắt sống trên đường đột nhập. Tôi được đối xử tử tế, được trị bệnh sốt rét, hiện nay đã lành mạnh. Mỗi ngày tôi được ăn uống đầy đủ, có cá thịt, nước ngọt, lai re, muốn thứ gì có thứ đó. Các bạn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta chiến đấu hy sinh cho cái gì và cho ai? Nếu cho lý tưởng thiên đàng cộng sản, thì hiện tôi đang sống trên thiên đàng cộng sản. Hà Nội luôn luôn tuyên truyền rằng miền Nam phồn vinh giá tạo. Nhưng miền Nam dưới mắt thật và cả trong ống kính máy ảnh của tôi nữa là một miền trù phú, giàu có thực sự. Sau bài phát thanh của nhiếp ảnh gia họ Bùi, có một bản nhạc, Trời Đất, bản Kinh Cầu Nguyện của Lưu Hữu Phước. Bản nhạc tôi hát đến mòn lưỡi. Trời mây u ám, gió cuốn tả tơi hoa cỏ. Thời xưa lưu dấu âm vang nỉ non trong gió, nghe nó nhớ tổ tiên ông bà ông vải gì đâu không biết nữa mấy cái bộ mặt móp méo nhìn nhau mà chán nhau đến hết muốn thấy nhau nữa bỗng vang lên một giọng eo éo tôi là phạm thị xuân anh bị bắt cùng với nhà nhiếp ảnh bùi văn ánh trong chuyến đi đồng bằng tôi là người hà nội đi theo chồng là nhà quay phim nguyễn thiệp tôi không biết chồng tôi hiện giờ ở đâu còn sống hay bị thương bò lết rồi gục trong hang đá nào hu hu Tiếng khóc của người đàn bà vang lên giữa trời xanh mà nắng lại trang trang như đổ lửa. Thiệp dựng đứng dậy, nép mình bên thân cây, ngước lên khoảng lá trống như để nhìn cho rõ chiếc máy bay. Phạm Thị Xuân Anh vẫn nói đi nói lại mấy câu ấy, cũng giọng ấy, rồi lại khóc, tiếng khóc như làm vỡ cả trời đất. Chập sau chiếc máy bay bay mất, Thiệp còn đứng mặt ngơ ngác, tay chân không cử động giữa rừng như một cái cây khô. Ông huyện ủy nói, Chúng nó bịp đấy đừng có tin Mày nghe có phải giọng nói của vợ mày không Thiệp ngồi phạch xuống lẩm bẩm Nghe có lúc đúng có lúc không Nhưng sao nó biết tên vợ mày Và thằng ánh nó nói trúng phong phúc cả vậy Ông huyện ủy gạt ngang Nó có sở tâm lý chiến Nó biết hết mà Nhưng làm sao nó biết chồng của bà anh tên là Thiệp Ông huyện ủy im Vì không gạt được nữa Tôi nói với Thiệp Vấn đề là mày có nghe ra giọng của bà hay không thôi nó bịp cái gì thì bịp chứ giọng người thì không bịp được thiệp bứt đầu bít tai nghe có lúc đúng lúc không ông huyện ủy nói ngay đàn bà con gái thì giọng hơi giống nhau cả mà vừa dứt lời thì chiếc đầm già trở lại cũng vẫn lời tâm tình của nhiếp ảnh ra họ bùi rồi đến trời mây u ám xong đến phạm thị xuân anh thiệp ngước lên như hớp từng ngụm nước mưa vô hình phạm thị xuân anh nói xong thì khóc mọi sự đều y như lúc nãy Tao nghe giống lắm. Tôi buột miệng nói. Vâng, khúc đầu tôi nghe cũng giống lắm. Tiếng khóc cũng giống nữa. Chỉ có khúc giữa thì hơi khăng khác. Thiệp phụ họa. Khăng khác chứ không khác lắm. Tôi từng làm ở Đài Phát Thanh Hà Nội. Nên có ít nhiều kinh nghiệm về công việc thu âm. Tôi nói. Có thể là đoạn đầu nó thu âm trực tiếp. Còn đoạn giữa là nó thu lại từ đoạn đầu. Nên âm thanh không hoàn toàn trung thực. Với lại có thể là phát ra giữa tầng cao âm thanh bị gió và sức chuyển động của phi cơ làm méo mó đi nhiều. Ông huyện ủy lại gạt ngang một cách vui vẻ. Tao bảo đảm đó chỉ là trò bịp. Chúng tôi đã bị nhiều lần rồi. Có cả một lần thằng cán binh Việt Cộng ngồi trên máy bay đang kêu gọi đồng đội cũ lại là thằng đang ngồi trong ngóc dưới đất với chúng tôi. Thằng đó lại chính là tôi. Hà hà. Các đồng chí biết sao không? Nói giả giọng nói của tôi. Chả là tôi có bị chúng bắt một lần và trốn thoát nên nó có lời khai của tôi trong máy ghi âm. Nó chọn một người có giọng gần giống giọng của tôi. Thế đó, nó làm cả xã, cả huyện hoang mang. Vợ con tôi khóc hết nước mắt, chứ phải chơi đâu. Tôi gật gù miễn cưỡng, hoàng chêm vào. Cái bọn chơi ngón độc thật, lấy bạn gọi bạn, lấy vợ gọi chồng. Tôi nói, thì nó cũng học cái ngón của mình, thường dùng thời kháng chiến chống Pháp chứ sao. Tôi vỗ vỗ đùi, tôi bị bốn vít cũng vì ham săn đề tài nội ứng để viết chuyện cho chiến dịch trung tâm công tác năm 1952 ở Cần Thơ đấy cha. Kỳ đó tưởng hốt trọn ổ rồi, ai dè mình bị phản thùng. Còn đang cãi chuyện hư chuyện thực thì một tờ giấy rơi đúng vào giữa cái bàn thờ tang của vợ thiệp. Bà Phạm Thị Xuân Anh, cơm chưa nguội, hồn bà bay về hướng của cúng. Tôi thấy tấm giấy hình chữ nhật to bằng bàn tay trắng toát mà nghĩ như vậy tôi không tưởng tượng ra được ở giữa rừng lại có một mẫu giấy trắng đẹp đến thế ở đây cái gì cũng xù xì thô lỗ bần tiện khốn cùng làm sao có một tấm giấy thế kia vì ngồi gần đấy nên tôi đưa tay cầm lấy tôi kêu lên trời đất vợ mày thiệt! thiệp chụp lấy tờ giấy từ trên tay tôi rồi ông huyện ủy cướp lấy ông ngoẹo đầu thôi thế bỏ mẹ rồi thiệt rồi tôi chẳng nói chẳng rằng gì hết còn thiệp thì giật lại tờ giấy nâng lên mắt tôi chẳng ngờ được một câu chuyện như thế đã xảy ra kịch tính giống như là ở trong shakespeare đúng là vợ thằng thiệp bà phạm thị xuân anh tôi quen ở trường đi bê mà một tấm ảnh của bà in bên góc trái còn bên góc phải là ảnh của hai vợ chồng chụp chung nguyên người thiệp kênh đồ tây cả vạt hẳn hoi còn vợ thì áo dài tha thướt cả hai cùng cười hạnh phúc thiệp bắt đầu ảnh này chụp trong ngày cưới mỗi đứa bỏ ví một tấm đề phòng khi vô đây công tác xa nhau. Chẳng còn ai nói thêm câu gì, cả đến ông huyện ủy có thói quen gạt ngang hết mọi sự đời cũng im luôn. Ông ta cứ chắc lưỡi như thành lằn, thiệp chỉ đọc đi đọc lại những dòng chữ trên giấy cũng y như lời phát thanh. Chữ to đậm ở phía dưới cùng lại có cả chữ ký tên Phạm Thị Xuân Anh. Tôi hỏi, mày xem có phải chữ ký của bà không? Chứ còn của ai nữa? Có lẽ sau một phút suy nghĩ, ông huyện ủy tìm ra được cái trà gạt mới nên nói Nhưng mà bà ấy bị ép buộc nên phải làm thế thôi. Có ép buộc gì đâu. Mấy câu của bà ấy chỉ cho biết bà bị bắt, cho biết tên chồng, cho biết gốc gác công tác của vợ chồng thế thôi. Ông huyện ủy trở tờ giấy đập mặt bên kia. Đồng chí này cũng bị bắt buộc, ai bị bắt cũng nói y chang như vậy thôi. Tuy miệng nói vậy nhưng mắt ông vẫn đập tôi theo dõi liệu chừng ông đọc xong tôi giật lấy liếc sơ qua cũng thấy lời lẽ phát thanh và chữ in trên giấy đều giống nhau còn ảnh của anh phó nháy thì cũng in bên góc trái đúng là hắn rồi chứ không phải ảnh mượn được của ai mà lại giống đến thế cả mấy người đều ngơ ngẩn nhìn nhau chưa ai có đối sách như thế nào thì chiếc đầm già lại trở lại cũng phát thanh những lời lẽ thống thiết như trước ông huyện ủy lại xua tay kệ xác nó nó nói gì thì nói mình đừng có thèm nghe. Mở ngoặc thiếu một trang vì nhà in sắp nhầm đóng ngoặc. Chính vì vậy cho nên phần sau này á, Thiên Hoàng đọc thấy nó hơi khác nha các bạn, bởi vì nó bị thiếu một trang. Ổn định dân của ông nên ông chạy lại chỗ có tiếng ồn kia. Tôi ngoái cổ nhìn theo thì thấy một nhóm người đang túm tụm vào nhau giành giật lia lịa, rồi mấy người chạy thuột lùi về phía này. Tôi thấy trên tay mỗi người có mấy cái hộp vuông dẹp hoặc là hộp tròn bóng loáng. Hộp thịt? Tôi nói với Hoàng, thịt gì? Thịt Mỹ, loại mình đã từng lượm được và ăn dọc đường ngoài kia đó. Chập sau lại có tiếng kêu ở xa xa, ông huyện ủy trở lại ngồi xuống và lắc đầu. Tụi nó chơi mình tới gáo. Cái gì vậy đồng chí? Chúng nó ném thịt hộp, đồ Mỹ. Trời đất, thiệt vậy sao? Thì càng khoái, buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tôi nói, để tôi đi kiếm một hộp về ăn cơm trắng coi, loại này tôi có ăn rồi, béo lắm. Ông huyện ủy lại gạt ngang không được đâu ăn của nó là dính nó đấy nó bỏ thuốc độc à không vậy dính cái gì ăn của nó phải suy nghĩ về nó rồi so sánh với mình rồi hoang mang hại lắm Hoàng Việt cười ăn thì cứ ăn nhưng mình vẫn giữ vững lập trường thì thôi chứ gì mà dính miếng thịt hộp nó có liên quan với tư tưởng của mình chứ đồng chí vậy những người lượm kia thì sao tôi không trận kịp giá đồng chí trận kịp thì đồng chí sẽ giải thích thế nào ở đó mà giải thích, tôi chỉ ra lệnh không được ăn đồ của địch thế thôi. Hồi nào tới giờ đã xảy ra vụ thả đồ ăn như thế này chưa? Có rồi chứ. Rồi đồng chí làm sao? Thì đâu có làm gì kịp họ, họ lượm rồi giấu đút ăn lén hoặc là đổi chác. Tôi chip trong bụng cái tiếng đổi chác đó rồi. Mình đang cần, Mỹ lại tiếp tế. Câu chuyện bảng lãng rồi nhặt phèo. Ông huyện ủy tuy mồm nói rất cứng, nhưng cặp mắt ông lại láo liên tư tưởng có vẻ không tập trung. Tôi nghĩ thầm, xét ba lô cha này á, nếu không có đặc sản thì cạo đầu tôi bằng con dao găm hàng mã này. Tôi biết tổng chúng nó hết cả, càng lớn đầu càng ăn vụng tợn. Lão Hồ thì thiệt tình tôi không biết, nhưng từ Lê Duẩn cho tới tận thằng Bí Thư Xã, tất cả, không có một thằng nào liêm chính và yêu dân thực sự cả. Chúng nó toàn là một loại đeo mặt nạ để lừa người, và tôi cam đoan lời nói của tôi không có sai. Chuyện về chúng nó tôi viết mãn đời cũng chưa hết. Cái thằng cha huyện ủy này nói miệng tài thế nghĩa là trong ba lô của hắn đã có vài hộp thịt của người ta lót biếu hoặc là đổi cho hắn rồi. Mỗi người ai về lều nấy, thiệp thì nằm ngất ngư, mặt ngó cái bàn thờ có tấm ảnh dựng bên chén cơm. Tôi thì quèo hoàng Việt. Ê, kiếm vài hộp thiệp về ăn cơm trắng uống trà khao quân một bữa cho nội. Ở đâu mà có? Ở đâu có thì thôi, Thế là hai đứa làm một cuộc phiêu lưu đi đổi đồ ăn Mỹ. Chúng tôi đi theo một con đường mòn nhỏ. Càng đi xa con đường chính, càng có thêm đường mòn và càng gặp tròi trại lều bóng, núp, răng lềnh khênh dưới những tàng cây. Một xã hội mới hình thành nơi đây có cả trẻ con 6-7 tuổi và có cả đàn bà chữa nữa. Như đã nói trên kia, lên núi thì dễ, trở xuống đồng bằng thì khó. Chúng mở cổng eo máu cho đi lên, hầu như thả lỏng không làm gì nhưng bịt đường trở xuống tôi lại tình cờ gặp anh bạn gì mua đất trong nam nhưng ký giấy và trả tiền ở hà nội và đã đổi cho tôi hộp muối lấy bộ quần áo lụa đen ông cũng là một huyện ủy viên ra hà nội bị phân công làm đủ thứ việc tắp nham nay trở về quê bỏ vợ con ở lại hà nội ông ta mua đất của một đồng hương tên là võ văn mịt ông mịt có đất ở quê nhưng lại không về quê, bèn bán cho ông huyện ủy và nhận tiền của ông này ở Hà Nội. Giấy đã ký do ông huyện ủy cầm tay. Khi về đến nơi, trao giấy cho ông em là Võ Văn Mờ, đang cư ngụ trên mảnh đất đó. Ông Mờ sẽ cắt một phần giao cho ông huyện ủy ở Hà Nội mới về. Cuộc mua bán dự định sẽ diễn ra như thế. Trông thấy tôi, ông huyện ủy nhớ ra ngay, niềm nở như gặp lại cố chi. Mới tới đây thôi à, Tới đây là tài lắm rồi, còn muốn gì nữa cha non? Còn cha sao trồi lên đây? Vừa nói tôi vừa bước vào lều của ông bạn, còn Hoàng Việt thì xăm xăm đi theo đường mòn, tìm kiếm như một nhà tham hiểm đáy biển. Nó đánh ác lắm ông ơi, ngồi còn không yên nói chi chuyện mua đất mua đai. Vậy là đồng chí trở thành vô sản hoàn toàn rồi đó. Câu pha trò của tôi đâm ra vô duyên, ông huyện ủy không vui lên chút nào. Tôi ngồi bệt xuống gốc cây, anh bạn trỏ quanh lều. Tài sản của tôi đó. Định chừng nào thì gặp bà con. Có gặp được đâu từ eo máu này mà về tới chỗ tôi á hả? Còn phải vượt mấy cái lộ, mấy con sông máu nữa. Khu năm rộng lắm chứ đồng chí tưởng nhỏ à. Vậy trong bản đồ xem có bằng lóng tay à? Tôi tiếp. Rồi định kế hoạch ra sao? Định móc gia đình nhưng chưa biết móc cách sao? Móc là thế nào? Lần đầu tiên đó, tôi nghe cái tiếng này nên tôi hỏi theo địa phương thì móc có nhiều cách một là móc để xin tiếp tế gạo muối quần áo hai là móc người địa phương lên lãnh mình về công tác rồi đồng chí định móc kiểu nào kiểu nào cũng không móc được cả tụi nó kiểm soát gắt lắm tôi đã lọt được eo máu trầy vi tróc vẩy nhưng vô đến làng đồng bào ở đâu có ai mà dám chứa mình đâu cơ sở hội đánh pháp không còn à người ta đều làm ăn khá cả nên không còn nhớ chuyện xưa nữa ông bạn ngồi lên võng và tiếp tôi có nói chuyện với một vài gia đình họ có vẻ lơ là với cách mạng lắm không giống như hồi mà đánh tây nữa họ nói là tây đi độc lập rồi giải phóng rồi người mình cai trị nước mình rồi còn nô lệ đâu nữa mà giải phóng do đó họ coi mình vô tích sự và không có chịu chứa nhưng họ không đi báo cho tội chính quyền mà chỉ yêu cầu mình đi nơi khác thế mới bỏ bố kìa chứ đồng chí có cho bà con biết đồng chí từ hà nội về không có chứ tưởng mình xưng ra như vậy họ niềm nở tiếp nhận mình chẳng ngờ họ nói như tạt nước lã vô mặt mấy ông tập kết mới về tới làng ra hồi tránh ngay và được tụi nó đối đái tử tế quá sức rồi anh ta đi nói chuyện khắp trong tỉnh thế đó có uy tín mình tưởng từ hà nội cõng về đây là ăn tiền lắm nhưng ngược lại người ta sợ mình mất hồn sợ thế nào hễ ai chứa cán bộ mùa thu chúng bắt được chúng tịch biên gia sản và bỏ tù còn gia đình nào có chồng con đi tập kết mà trở về kiểu đó thì thưởng to lắm tôi chưa thấy nhưng nghe người ta nói thế đó chính sách của tụi nó là như vậy đó đồng chí có nghe máy bay nó la om trên trời đó không nếu vợ con bè bạn mình ở trên trời gọi mình như thế mình nghĩ thế nào mình chơi nó hết ga thì nó chơi lại mình cũng tới đáy mình có phép nó cũng có bùa mình mấy nó mấy chớ nó có chịu xuôi tay cho mình nuốt à ông huyện ủy tiếp còn cái bùa ác lắm ông bạn ơi. Bùa gì? Ông huyện ủy lấy thuốc ra quấn bằng giấy nhật trình đốt hút. Rồi chậm rãi nói. Tụi nó biết chồng tập kết thì nó bắt vợ tái giá thấy mẹ hết. Vậy à? Ác lắm ông bạn ơi. Nó không có bắt buộc gì nhưng nó tâm lý chiến. Nó dỗ dành nay một tiếng mai một tiếng. Ngọt mật chết rồi Lửa gần rơm, không tròm thì cũng chẹp. Đồng chí nghĩ coi. Mười năm không thư từ không tin tức, bưu thiếp mình gửi từ Bắc qua Paris đâu có vô thấu đây. Đàn bà có con hay không có con cũng vậy, không có đàn ông sống làm sao? Những người từ 20 đến 30 tuổi đi lấy chồng mới có đến 90%. Tôi lặng thinh, ông huyện ủy tiếp, ở ngoài đó ra mình tưởng tượng tình hình một cách chủ quan, về đây đụng thực tế mới ngã ngửa ra cả đám. Tôi nói, trung ương đã nhận định tình hình đúng chứ? cho nên chúng mình đều được chuẩn bị chịu đựng gian khổ cả mà ông huyện ủy bập bập điếu thuốc tắt queo tôi tưởng ông ném quách nó đi nhưng ông lại vói tay dán nó lên cọc mắc võng đề phòng khi ngặt có mà đốt cho thơm râu đồng chí ơi cái gian khổ mà trung ương chuẩn bị cho mình là cái gian khổ vật chất tôi nói thật tôi không ngán ăn bờ ở bụi đâu tôi chỉ sợ mình vào nhà đồng bào đồng bào đuổi khéo mình kìa đuổi khéo mình ra vườn còn một cái gian khổ nữa thiệt kêu trời không thấu không có hầm bí mật hả không cái khổ này là các đồng chí mình không ưa mình đồng chí nào mà không ưa mình các đồng chí địa phương tại sao mình về tiếp tay với các đồng chí mà các đồng chí lại không ưa thích mình thế mới lạ chứ ban đầu tôi cũng không hiểu tại sao nhưng qua thái độ và lời nói của họ thì dần dần tôi hiểu ra hết họ không phân công tác gì cho mình cả ở ngoài Bắc trước khi đi, trung ương có nói là các đồng chí ở cấp ủy nào, trước kia nếu không phạm kỷ luật trong 10 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa thì về trong Nam sẽ giữ nguyên cấp bậc cũ và góp sức củng cố cấp ủy địa phương, nghĩa là nếu trước đây đồng chí là tỉnh ủy viên thì về tỉnh cũ đồng chí bổ sung cho tỉnh ủy nhà, nếu là huyện ủy viên thì bổ sung cho huyện ủy nhà. Tôi là huyện ủy, lúc chúng nó chưa vô đảng và có đứa do chính tôi kết nạp. Bây giờ tôi về, có một đứa là huyện ủy viên. Gặp tôi chúng nó không mừng, lại có vẻ khinh khỉnh. Chúng nó bỏ tôi nằm lì, không tiếp xúc, không phân công tác gì cả. Đường đi nước bước bây giờ khác hết. Hớ một tấc đường là chết ngay. Vậy nên mình đâu có dám cục cửa. Tôi băn khoăn hỏi, tại sao họ lại có thái độ kỳ lạ vậy? Họ cho tôi là thằng hưởng lạc 10 năm, lạc hậu nọ kia, có lẽ vậy. Là một người viết văn, làm báo, đi kháng chiến chống Pháp, sống 10 năm trên đất Bắc, tôi chưa hề nghĩ tới cái tâm lý này. Cho nên khi nghe ông huyệt ủy kể, tôi không khỏi ngạc nhiên. Ông ta tiếp, tôi ngót 50 rồi. Về kinh nghiệm đời tôi đâu có kém chúng nó và cắt đi 10 năm hưởng lạc miền Bắc. Thành tích của tôi cũng chưa kém chúng nó mà. Còn tuổi đảng thì khỏi phải nói rồi. Thế thì tại sao chúng nó không xài tôi? Tôi về đây đâu phải để nằm ì ăn hút, xa vợ xa con để làm gì kia chứ. Có lẽ tâm sự của ông huyện ủy lâu nay chất chứa trong lòng, không sổ ra được với ai, nên nay gặp tôi một người lạ mà ông coi như một người thân. Tôi còn biết khuyên bảo gì, vả lại tôi trẻ hơn ông ta ít ra là 15 tuổi. Tôi đã từng biết cái tâm lý của người Bắc cạnh tranh và luôn luôn thắng thế với người Nam Kỳ, tôi từng biết sự bạc đãi của Trung ương đối với dân Nam Kỳ. Cụ thể là những lãnh tụ kháng chiến của miền Nam Việt Nam và của Nam Bộ đều cho đứng xa khỏi những chức vụ quan trọng của Trung ương. Như ông Phạm Văn Bạch và ông Phạm Ngọc Thuần, hai nhà đại trí thức, cả hai đều là luật sư danh tiếng ở Nam Bộ, là chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban kháng chiến kiêm hành tránh miền Nam Việt Nam. Tức là ngoài Nam Bộ ra hai ông còn lãnh đạo luồn ra các tỉnh cực nam trung bộ. Chức phó thủ tướng và bộ trưởng, bất cứ bộ nào cũng xứng đáng cho hai ông cả. Nhưng hai ông chẳng được sơ muối gì. Ông Bạch thì làm chủ tịch tòa án tối cao, nghĩa là không làm gì hết. Còn ông Thuần thì bị gửi đi làm đại sứ ở Đông Đức, một hình thức tù đầy, sang trọng. Cái tâm lý Bắc cai trị Nam Kỳ, Bắc Kỳ nuốt sống dân Nam Kỳ có trong tôi, và trong toàn dân tập kết. Nó xảy ra từ sau hòa bình. Tôi tưởng tôi sai lầm. Chẳng ngờ bây giờ sau 35 năm tôi thấy tôi nghĩ đúng lắm. Thế nhưng tôi chưa từng biết tới vụ người địa phương chống người địa phương đi tập kết về. Và đây là lần đầu tiên tôi được nghe cái tâm lý đó. Mẹ kiếp, không khéo mình về trong đó lại cũng gặp cái rắc rối này nữa cho coi. Đúng thật, tôi thấy lời ông huyện ủy kể là một thực tế rất phổ biến mà có lẽ trung ương cũng khơi nốt. Hoàng trở lại, anh ta một tay cầm hai hộp thịt, một tay cầm mớ giấy, hoàng xòe giấy ra cho tôi, ác quá mày, đọc coi. Tôi đọc và kêu lên, thế này thì chúng mình phải cuốn gói đi ngay. Ông huyện ủy giật mình hỏi, gì thế đồng chí? Chúng nó kể tên từng đứa một trong đoàn chúng tôi. Ồ tưởng cái gì chứ cái vụ đó thì ăn thua chi đâu. Chúng nó in tên các cấp tỉnh ủy, huyện ủy, xã ủy, kể lai lịch từng người một và kêu gọi hồi tránh mà. Chúng rải truyền đơn khắp nơi để dân chúng biết mà tìm gọi người mình nữa. Người dân nào đem được một cán bộ cỡ nào thì được thưởng một số tiền bao nhiêu, còn cán bộ cỡ nào tự mình tìm đường về nộp mạng thì được tặng bao nhiêu tiền. Làm vậy mà có kết quả à? Có, mạnh chứ sao không? Thế à? Ngày nào cũng có, hễ có là chúng cho loa tên tuổi người đó, chụp hình in kèm với lời kêu gọi rồi rải đi khắp nơi. Đồng chí nghĩ coi, nó đánh mình thế đó, mình đành chịu thôi, không đỡ gạt nổi. Tôi thấy ngồi lâu sẽ bị ông huyện ủy tuyên truyền về chính sách hồi tránh, rồi nhiễm mất, và tôi bị nhiễm thiệt. Nhưng chưa nhiễm ngay bây giờ mà mấy năm sau, nên nháy hoàng đi về lều, vừa đi tôi hỏi, ở đâu mà mò ra vậy? thiếu gì hầu như ai cũng được một vài hộp. Tội ngu bỏ mẹ, đáng lẽ chúng nó để mình chết đói, lại ném thịt cá cho ăn. Nó khôn thấy bà, khôn gì? Khôn liền thì có. Ăn hết hộp này nó không liệng nữa đâu. Mình thèm, ăn quen nhịn không quen, thế là bò về tìm thịt, thế là nộp thịt, phải không? Tôi cười, anh học trường tâm lý chiến của tụi nó hồi nào vậy? Mới vừa rồi đó, cái ông đó đã dạy mình một bài học tâm lý chiến khá chi tiết đó. Đổi với cái gì vậy? Cái áo thùng ba lỗ. Mới cũ, cũng còn mới. Chỉ sợ không còn đồ đổi thôi, chứ thịt thì thiếu gì. Bây giờ mà trở lại được chạm một, cua ba cái đồ mắc trên cây ném trên vách đá, đem vô đây đổi thịt ăn ha. Bố tao bảo trở lại tao cũng không trở. Xe tăng lôi tao cũng bích xích chạy ngược lại. Hoàng là người gương mẫu trong trường đi bê. Nhưng đi qua khỏi ngọn sông Bến Hải, anh mới bắt đầu hiện nguyên hình. Bất mãn chúa, tấu nhạc toàn chói tai. Tôi nhớ lại lúc mới đi chặng đầu tiên của con đường này. Vui vẻ, hào hứng, phấn khởi vô cùng. Mọi người quay giải phóng miền Nam như trở tay. Lấy đồ trong túi còn khó hơn. Trên trời không có máy bay, dưới chân tuy đồi dốc khá nhiều, nhưng sức lực còn dồi dào. Thanh niên sung phong vừa đi hàng đoàn vừa hát cơm ăn với muối nhưng rất ngon miệng và tự cho mình đang nằm gai nếm mật cùng với nhân dân khi ngủ giữa trời dưới một tấm tăng bằng cái lá đa rách nát, giản chính tư tưởng và giản chính những thứ cành càng. Cuộc sống bị giản chính một cách không thương tiếc, dọc theo đường đi, nào áo len, nào mũ dạ, quần ga bạc đin, giày bố, khăn mặt, cặp da vân vân treo mắt như một cửa hàng chợ trời đầy màu sắc. Người đi trước vứt bỏ, người đi sau nhặt lấy hoặc đổi lấy cái tốt của người vừa bỏ vứt cái xấu của mình. Cứ thế cho đến vài trạm sau thì chẳng còn thấy món đồ nào treo mắt hai bên đường nữa. Con người đã giảm chính tối đa. Ở trạm ba, tôi thấy một anh chàng đập cây guitar của mình ra mà nhóm lửa vì trời mưa to quá, củi ướt và lại giữa ban đêm không còn cách nào khác hơn là hy sinh món nhạc cụ yêu quý đã từng được cõng từ Hà Nội vào đây nghe hoàng nói quá lắm thịt hộp thì tôi mê lắm nhưng biết chắc trong ba lô không còn được bao nhiêu món có giá trị để đổi chác ở đây thì đồ vật đổi chác phải là thứ thiệt chứ không thể đem dây chuyền mạ cả rái giả ra mà đổi lợn gà như là đối với đồng bào thượng đi ruồng thịt hộp mà nói chuyện khào tâm thần sảng khoái về đến lều thấy thiệp nằm gác tay lên trán thở hắt ra mà rầu hoàng nói chắc cậu không còn giữ ý định vô nam kỳ quốc với tụi này nữa phải không tôi phải trụ hình ở lại đây rồi anh ạ à. chờ xem tình thế thế nào đã rõ rồi còn xem tới xem lui cái gì nữa nhưng mà khổ quá anh ơi thôi để nấu cơm ăn cho khỏe cái đã rồi sẽ tính tới tôi cắt ngang đợi đến sẫm tối chúng nó mới bắt đầu nổi lửa nấu cơm lửa khói đốm đỏ đốm xanh khắp cả một dãy rừng tiếng chí chóe ý ới nghe thiệt là vui tai suốt ngày đói meo uống nước cầm hơi ngồi nhau nhau ngó lên trời không thấy trời trông xuống đất chỉ thấy toàn sỏi đá mong cho chấm tối để nấu cơm các anh ăn đi tôi ăn không vô đâu chúng tôi biết thiệp ngại không muốn ăn chỗ thịt của hoàng vừa đổi được không phải thiệp sợ mất lập trường mà ăn của anh em rồi lấy gì trả lại ở đây một hạt muối cũng phải đổi chác mà tôi bèn nói tới ăn cơm miền bắc mười năm rồi nay cậu ăn lại miếng thịt mà gì giữ vậy Tôi nói cà rỡn cho nguôi buồn thằng bạn đồng hành để nó ăn no chôn lấy nỗi buồn của nó. Cũng là của tôi. Chẳng ngờ nó hòa lên khóc. Các anh tốt bụng quá, xin cảm ơn. Tôi tưởng các anh thành kiến với tụi tôi nặng lắm. Thành kiến với tụi lớn đầu không nên nết kìa. Chứ tụi tao đâu có thành kiến với cả đồng bào miền Bắc. Mày hiểu không? Chúng mình cùng là nạn nhân của những chính sách lạ kỳ hết cả mà. Hoàng Việt nói xong đi lấy tấm hình vợ thiệp dẹp bàn thờ được rồi chứ. Rồi đem mấy cái chén cúng trút vào gà mền trộn cho đều. Ừ ừ, tôi quên khuấy đi. Chúng tôi ngồi dưới đất ăn cơm trắng và thịt nghiền, đóng thành bánh sắt lát mỏng. Thịt nạc Mỹ đây, tôi vừa gắp một miếng vừa nói, kê vô mát cả răng. Hoàng Việt tiếp tục khuyên lơn thiệp. Cậu cho là cô anh đã hy sinh rồi phải không? Thế mà bây giờ cô ấy còn sống. Đó là một cái may không ngờ được. Cậu còn muốn gì nào? Chắc cậu muốn có được thả dù xuống đây chắc. Chuyện đó thì không thể có. Vậy ta hãy vui với cái ta đang có là cô anh còn sống. Đó là phần cô anh. Còn cậu, hãy so sánh với ông bạn nhà văn của chúng ta đây thì sao? Cậu sung sướng hơn nhiều phải không? Nếu chẳng may cô anh lâm vào trường hợp cô Phương và chính tay cậu gói liệm, chôn người yêu như cậu đã liệm và chôn cô Phương thì sao? Cô Phương vĩnh viễn nằm lại đó. Mưa gió sẽ khỏa tan nấm đất có ai còn biết tới nữa đâu trước khi chết không chối được một lời chết rồi không được người yêu nhìn xác thiệp đang bưng chén cơm bỗng đặt xuống gục đầu xua tay thôi 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 anh đừng có nói nữa tôi hiểu vậy nhưng tôi đau quá anh ạ à. rồi bỏ lên võng nằm tôi xin lỗi các anh tôi đã làm cho bữa cơm mất ngon hôm sau tiếp tục đi ruồng thịt hộp tôi lại gặp quá nhiều người quen toàn dân nam cờ đúng là khúc ruột thừa miền trung tất cả rác rến cặn cáu của dân Nam Bộ mang từ ngoài xứ xã Nghĩa vào đến đây đều xì bật ra. Trong sáu người có ba người tôi quen từ trong kháng chiến Nam Bộ, còn ba người kia không quen nhưng cũng là dân thành đồng. Tất cả đều là cán bộ trung cấp, nghĩa là từ tiểu đoàn phó lên tới trung đoàn phó, ai nấy đều mang giò heo, oai phương lấm lét, quý tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, chuyên gia đào gốc lim ở nông trường Lâm Sơn, tóc bạc phếu như bọt biển, mật tiểu đoàn phó thuộc đội công binh sư đoàn 330 và chữ tiểu đoàn trưởng kiêm tham mưu, phó trung đoàn 2 đóng ở Bãi Thượng, nơi tôi từng tới lui để tìm ngõ chui qua Lào về Nam mà không lọt. Nếu lọt tôi đã không phải bị mũi đoàn sóc tiêm cho thuốc bổ, suốt rét rừng trên con đường này. Các bạn vừa nghe xong phần 12. Thiên Hoàng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong phần 13.